Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, sáng nay ngày 25 tháng 10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật quy hoạch đô thị và nông thôn. Tham gia đóng góp ý kiến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật quy hoạch đô thị và nông thôn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trịnh Lam Sinh cho rằng, quy hoạch đô thị và nông thôn hiện còn thiếu đồng bộ, kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được phát triển kinh tế, còn diễn ra ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, tại khoản 4, điều 11 quy định, cơ quan tổ chức lập quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, quyết định việc tiếp nhận và quản lý sử dụng nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn của tổ chức cá nhân trong nước và tổ chức cá nhân nước ngoài. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trình Lam Sinh đề nghị. Có thể nói đây là cái nguồn lực rất là cần thiết cho công tác quy hoạch. Tuy nhiên, theo cơ chế này thì các doanh nghiệp luôn muốn có lợi nhất cho hoạt động kinh doanh của mình nên sẽ tìm cách tác động vào các cái nội dung là quy hoạch. Do đó, để thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lợi ích nhóm làm ảnh hưởng đến công tác quy hoạch, tôi đề nghị nên giao cho chính phủ quy định chi tiết về cách thức quản lý, sử dụng các cái nguồn lực để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và đồng thời là không vi phạm những cái hành vi bị cấm trong luật này. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trình Lam Sinh cũng cho rằng công tác quy hoạch phải đảm bảo thực hiện đồng thời với luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là trong việc công bố, công khai, lấy ý kiến để thực hiện quy hoạch gắn với luật đất đai mới. Trong thực tế, đôi khi các cơ quan khi làm công tác quy hoạch chưa thực sự quan tâm đến vai trò của người dân. Do đó, đề nghị ban soạn thảo nên quy định để đảm bảo người dân được tham gia ý kiến trước khi thực hiện công tác quy hoạch. Chiều cùng ngày, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc phiên thảo luận toàn thể ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật công chứng sửa đổi. Thưa quý vị, sáng nay, Ban Thường vụ tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các văn bản của Trung ương và của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Nừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu trung tâm văn phòng tỉnh ủy với các điểm cầu cấp huyện, cấp xã và tương đương với trên 10.000 đảng viên tham dự. Tại hội nghị, Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Ngô Hồng Yến đã quán triệt những nội dung chính trọng tâm của chỉ thị số 35 CT trên TWV ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng. Hướng dẫn số 27 HG trên PT CTWV ngày 26 tháng 8 năm 2024 của Ban tổ chức Trung ương về một số nội dung chỉ thị số 35 CT trên TWV của Bộ Chính trị. Kế hoạch số 190 KH trên TU ngày 27 tháng 8 năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện chỉ thị 35 CT trên TWV. Phó trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy Lê Hữu Nghị quán triệt những nội dung chính trọng tâm của hướng dẫn số 02 HG trên TU ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về hướng dẫn một số nội dung cơ bản đại hội chi đảng bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030. Phó trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy Lê Bảo Toàn quán triệt những nội dung chính trọng tâm của hướng dẫn số 03 HG trên TU ngày 11 tháng 10 năm 2024 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, một số nội dung tổ chức đại hội đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy và chi bộ đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030, quy chế bầu cử trong đảng. Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà quán triệt những nội dung chính, trọng tâm, hướng dẫn trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh, đây là những văn bản hết sức quan trọng và yêu cầu ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, trực tiếp là người đứng đầu bám sát tình hình thực tế của địa phương, cơ quan đơn vị, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng ở cấp mình, bảo đảm đúng thời gian, quy định, nguyên tắc của đảng, nghiêm túc, không phô trương hình thức, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và lợi ích nhóm. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang yêu cầu. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên,
củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của cán bộ đảng viên, nhân dân đối với Đảng. Còn quá trình triển khai đại hội phải đạt được những cái yêu cầu này từ cán bộ đảng viên cho đến nhân dân. Về công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội, phải đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khoa học, khách quan, công tâm, minh bạch và đúng nguyên tắc của Đảng để tạo sự đoàn kết thống nhất cao, gắn với công tác chuẩn bị nhân sự lãnh đạo các cái cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Và những kỳ tới chúng ta phải chọn lọc những cán bộ như thế để chúng ta lấy cái căn cứ là vì lợi ích của Đảng, vì lợi ích của nhân dân để mà chúng ta phục vụ. Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu chú trọng phát triển, lựa chọn, giới thiệu cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, kinh qua thực tiễn, có thành tích, kết quả, sản phẩm hiệu quả trong công tác, quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, sàng lọc, kiên quyết, không để lọt vào cấp ủy khoa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín giảm sút, ý thức tổ chức kỷ luật kém, mất đoàn kết, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không dám làm, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, và không bỏ sót những người thực sự có đức, có tài, có nguyện vọng phục vụ, công hiến vì lợi ích của Đảng, của nhân dân. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh: đảm bảo cho cấp ủy khóa mới phải tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín, thực sự là trung tâm đoàn kết, trong sạch, vững mạnh ở trong công tác xây dựng Đảng, và thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tầm nhìn, tư duy đổi mới, gắn bó mật thiết với nhân dân, có năng lực lãnh đạo, có sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn phát triển mới và thực hiện thắng lợi cái nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp. Về văn kiện đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang yêu cầu phải bài bản, công phu, đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tuyệt đối không được tô hồng thành tích. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu: chúng ta phải tìm ra những cái nguyên nhân cơ bản của nó để chúng ta đề ra những cái bài học kinh nghiệm để chúng ta khắc phục những cái yếu điểm này, để chúng ta mới có thể là đổi mới, có thể vươn mình được. Và trong cái phương hướng thì cũng đề nghị xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp các đột phá của nhiệm kỳ 2025-2030 sát với tình hình thực tế, có tính khoa học, có tính khả thi và cũng tránh cái tư duy nhiệm kỳ. Trong quá trình mà đề ra phương hướng cũng như là tổng kết cái nhiệm vụ, chúng ta cần phải nói rõ cái nguyên nhân tại sao và cái phương hướng tới là chúng ta phải có cái chương trình hành động cụ thể và đề ra cái mục tiêu cụ thể và có lộ trình cụ thể. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo chỉ đạo tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, phục vụ đại hội đảng các cấp theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nhấn mạnh đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới đại hội 14 của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng. Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải quán triệt đầy đủ, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để chuẩn bị tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để bước vào nhiệm kỳ mới, với khí thế mới, thắng lợi mới, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, quyết tâm đưa An Giang sớm vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu ngày càng giàu đẹp, văn minh. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp với các sở ngành địa phương và các công ty du lịch lữ hành để phát triển ngành du lịch tỉnh An Giang. Cuộc họp do Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chủ trì. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch An Giang, 10 tháng năm 2024, An Giang đón khoảng 8,7 triệu lượt khách, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2023.
Trong đó, lượt khách của các khách sạn đạt chuẩn và doanh nghiệp lữ hành là 300.000 lượt, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023. Lượt khách lưu trú tại các nhà nghỉ, nhà trọ ước đạt 340.000 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 9.900 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ năm 2023. Tại hội nghị, các doanh nghiệp du lịch lữ hành cho rằng, du lịch An Giang có nhiều tiềm năng phát triển, tuy nhiên, ngành du lịch An Giang chưa có nguồn lực khai thác thành sản phẩm du lịch chuyên sâu, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu khách du lịch. Lượng khách quốc tế giảm so với giai đoạn trước. Chủ thể kinh doanh trong ngành du lịch đa phần là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nên nguồn lực đầu tư phát triển sản phẩm dịch vụ còn hạn chế. Qua đó, có những đề xuất phát triển ngành du lịch. Cụ thể, chính quyền An Giang cần tăng cường đầu tư hạ tầng và các tuyến đường kết nối giữa An Giang và các tỉnh lân cận. Song song đó, tỉnh cần khuyến khích đầu tư vào các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp và các dịch vụ du lịch đa dạng như du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái cao cấp. Điều này sẽ giúp ngành du lịch An Giang cạnh tranh mạnh mẽ hơn với các điểm đến khác trong khu vực và thu hút lượng khách quốc tế lớn hơn. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, 10 tháng đầu năm, An Giang đón lượng khách lớn, trong đó Châu Đốc, thủ phủ du lịch An Giang đón trên 5 triệu lượt, đây là con số đáng mơ ước của nhiều địa phương. Tuy nhiên hiện nay lượng khách lưu trú đến An Giang và Châu Đốc chỉ đạt trên 13% lượt. Đây là con số rất khiêm tốn so với tiềm năng lợi thế của ngành du lịch An Giang. Hiện tỉnh không có ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, đây là thiếu sót bởi du lịch đang là một trong hai ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Vì vậy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cần nhanh chóng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắt để thúc đẩy ngành du lịch tỉnh phát triển. Chủ trì nghe các địa phương và các công ty lữ hành đề xuất cần cái chỗ chơi này để kêu gọi thu hút đầu tư, để kêu gọi các doanh nghiệp và các công ty lữ hành ở đây, các ông chí giúp đề xuất cho cái tour tuyến. Và trên cơ sở đề xuất ta tạm gọi là chỗ chơi ấy, thì là Ủy ban tỉnh sẽ chỉ đạo cái đầu tiên ấy, là phải rà soát lại các cái quy hoạch. Chứ mình nói mình hình thành ấy, là mà không có các quy hoạch thì rất là khó. Để hình thành hết rồi thì là sẽ tỉnh sẽ chỉ đạo là thu hút đầu tư hoặc là tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia đầu tư cái này. Tôi nói ví dụ như Long Xuyên là chơi gì, ở chợ mới cũng có chỗ chơi rồi thì còn thêm cái gì, thì nó phải có các cái chỗ chơi. Thì cái đó là cái trước mắt, còn cái lâu dài thì tỉnh sẽ thu hút nhà đầu tư chiến lược vào để hình thành các chỗ chơi lớn, điểm nhấn. Thì cái này không phải đơn giản mà nói được, đặc biệt là trong cái vấn đề giải phóng mặt bằng. Nhưng mà tỉnh sẽ cố gắng việc này để hình thành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu ngành giao thông chủ trì phối hợp với các huyện báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh thực trạng hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh đến các khu điểm du lịch hiện nay. Các sở ngành, công an, du lịch nhanh chóng hướng dẫn cho các doanh nghiệp lữ hành thủ tục đưa xe điện vào phục vụ du khách tại các khu điểm du lịch. An Giang sẽ kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các khu vui chơi hấp dẫn, hút khách du lịch, xây dựng các tour tuyến du lịch hấp dẫn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư ngành du lịch nghỉ dưỡng. Ở Long Xuyên chẳng hạn, thì cái ô đất của công an tỉnh sắp tới đã bàn giao cho tỉnh rồi, rất tốt để làm, mà trong đó khách sạn 5 sao. Nhưng mà mình làm phải làm các thủ tục pháp lý làm sao để mà nó đảm bảo là đúng quy định pháp luật và không có gây thất thoát ngân sách nhà nước. Thì có thể làm được một khách sạn 5 sao đây, thoải mái. Thì chúng tôi sẽ kêu gọi các cái đơn vị lớn vào đầu tư. Nhưng mà đương nhiên là đầu tư có hiệu quả thì họ mới đầu tư. Chứ không ai vì tình cảm thì đầu tư đâu, không biết. Ở các địa phương khác cũng thế. Thì phải nghiên cứu. Tập trung ở hai cái khu vực lớn phải cần có 5 sao, đó là Châu Đốc và Long Xuyên là phải có. Là tiếp tục. Các cái địa phương cũng phải là linh hoạt chủ động ở này để các đồng chí là khuyến khích các doanh nghiệp, người dân là đầu tư ẩm thực ấy. Có thể là trung tâm xúc tiến đầu tư hoặc sở văn hóa là nghiên cứu là đề xuất để mà có đơn vị đăng ký để thành lập cái hiệp hội ẩm thực, chi nhánh hiệp hội ẩm thực của Việt Nam. Hiện nay hiệp hội ẩm thực Việt Nam đã có,
Một số địa phương đã có hiệp hội này, và khi mà có cái hiệp hội này rồi thì cái món á mà ăn nó sẽ đa dạng và quảng bá nó sẽ tốt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng kêu gọi các doanh nghiệp lớn đầu tư xây dựng các khách sạn resort 4 năm sao trên địa bàn Long Xuyên, Châu Đốc, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp lữ hành hình thành các tour tuyến kết nối du lịch An Giang với các tỉnh thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, kết nối với du lịch Campuchia. Qua đó kêu gọi các doanh nghiệp du lịch lữ hành đầu tư khai thác các sản phẩm du lịch mới. Tỉnh sẽ có giải pháp tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắt của các doanh nghiệp du lịch lữ hành để thúc đẩy ngành du lịch An Giang phát triển theo đúng tiềm năng lợi thế sẵn có.